Khởi tố vụ thảm sát 3 người chết tại Điện Biên. Đại tá Tráng A Tủa, Phó Giám đốc Công an Điện Biên cho biết, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Điện Biên đã phê chuẩn lệnh khởi tố vụ án hình sự giết người xảy ra ngày 20 tháng 6 tại huyện Tuần Giáo khiến 3 người chết. Ngày 21 tháng 6, Đại tá Tráng A Tủa, Phó Giám đốc Công an Điện Biên cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự giết người. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã phê chuẩn lệnh khởi tố vụ thảm sát 3 người chết. Theo Đại tá Tráng A Tủa, quyết định khởi tố vụ án hình sự là văn bản pháp lý, đánh dấu sự khởi đầu của quá trình tố tụng vụ án. Vì vậy, căn cứ để ra quyết định khởi tố vụ án phải thật chặt chẽ, xác đáng để tránh lãng phí thời gian và công sức của các bên có liên quan. Đại tá Tráng A Tủa cũng cho biết thêm, hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục đấu tranh làm rõ hành vi, động cơ của một số đối tượng đi theo vợ chồng Trung, Thu mở ngoặc đơn SN1967 và 1980 đều là nạn nhân trong vụ án này. Chúng tôi đang đấu tranh, lấy lời khai. Bước đầu đã làm rõ được hành vi của các đối tượng. Tuy nhiên, các đối tượng có tham gia hoạt động đòi nợ cùng vợ chồng Trung, Thu hay không, về cả tính chất và mức độ, cơ quan công an đều chưa có căn cứ để xử lý hình sự đối với các đối tượng này. Đại tá Tráng A Tủa cho biết thêm, cơ quan điều tra đã triệu tập 4 nghi can liên quan vụ truy sát khiến 3 người tử vong ở huyện Tuần Giáo. Trước đó như Kiến Thức đưa tin, sáng 20 tháng 6, ông Nguyễn Khánh Trung, 53 tuổi, và vợ là bà Trần Thị Thu, 40 tuổi, chú thị trấn Tuần Giáo, dẫn một số người, trong đó có 4 người bị triệu tập, đến nhà ông Đàm Văn Lực, 57 tuổi, ở khối Trường Xuân, thị trấn Tuần Giáo, để đòi nợ. Khi ông Trung vào nhà, ông Lực đóng cổng rồi dùng dao sát hại nạn nhân. Sau đó, chủ nhà mở cổng rồi cầm dao truy sát những người bên ngoài. Bà Thu chạy ra khu vực ruộng cách nhà ông Lực hơn 30 mét thì bị ông này đuổi kịp và sát hại giữa cánh đồng. Những người đi cùng vợ chồng ông Trung lên ô tô bỏ đi. Sau khi truy sát đối tượng, ông Lực đâm vào người rồi tử vong sau đó tại trung tâm y tế huyện Tuần Giáo. Khám nghiệm hiện trường, công an tỉnh Điện Biên thu được một số giấy tờ cho vay thể hiện vợ chồng ông Trung đã cho bà Triệu, vợ ông Lực vay 1,57 tỷ đồng. Hiện vụ thảm sát 3 người chết tại Điện Biên đang được cơ quan điều tra xác minh, làm rõ.